công ty Đại Kinh Nam, nhà nhập khẩu đồng cơ giám đốc số 1 tại Việt Nam. Xin kính chào quý khách hàng. Hôm nay công ty Đại Kinh Nam giới thiệu dòng sản phẩm động cơ giảm tốc thương hiệu Leon Đài Loan, nhập khẩu mới 100%. Động cơ giảm tốc mặt bích, công suất 0.75 kW, cốt 32, hệ thống cốt 32, hệ động cơ giảm tốc Leon mặt bích, công suất 0.75 kW, cốt 28. Đây mã model là GV28. Đây là hướng dẫn sử dụng động cơ điện có automat, đồng hồ cột kế, đồng hồ cơ lê ampere, không mất pha. Đây là nền bếp của sản phẩm Leon xuất xứ Đài Loan, công suất 0.75 kW, cốt điện tối đa 1.5. Động cơ giảm tốc mặt bích sử dụng trong một số ngành về môi trường, xử lý chất thải hóa chất, trong một số ngành về bồn cao su. Sử dụng cho từng loại trong một số ngành công nghiệp môi trường. Chúng tôi có đại lý tại các tỉnh miền Bắc, Trung và miền Nam. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ truy cập website đạiqinhnam.com, leon.com.vn. Ở đây chúng tôi còn có dòng sản phẩm motor mini, motor chân đế Leon. Địa chỉ miền Bắc 781 Bắc Khối, Cự Khối, Đông Viên, Hà Nội. Địa chỉ miền Nam số 3 đường DT743 An Phú, Thuận An, Bình Dương. Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền thương hiệu Leon tại Việt Nam. Lại đi. Đó.